Nhà đẹp Tân Á xin chào tất cả quý vị và các bạn. Rất vui vì được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Mỗi Ngày Một Nhà Đẹp của công ty kiến trúc Tân Á. Tôi là Thế Anh. Thì cứ đến hè này lên thì hàng ngày chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn mỗi ngày một sản phẩm mới mà hàng ngày chúng tôi đã thiết kế cho rất là nhiều khách hàng ở khắp các tỉnh thành. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu nhà phố 3 tầng của anh Tài ở Nghi Lộc. Và đây là phối cảnh của ngôi nhà. Các bạn hãy xem và tham khảo ở trên kênh YouTube Nhà Đẹp Tân Á của chúng tôi. Các bạn hãy vào YouTube vào mục tìm kiếm vào Nhà Đẹp Tân Á thì sẽ ra cho các bạn rất là nhiều những video chia sẻ các cái sản phẩm mới, mẫu nhà phố, mẫu nhà cấp 4, mẫu nhà vườn, mẫu nhà 2 tầng, 3 tầng hiện đại, mẫu nhà cổ điển, mẫu nhà tân cổ điển. Đấy, và rất là nhiều các cái mẫu nhà với các cái mang các cái kiến trúc khác nhau. Đấy, để cho các bạn tham khảo và có một sự lựa chọn cho mình để xây dựng một ngôi nhà thật là hoàn hảo. Thì ngoài những cái video mẫu thiết kế thì chúng tôi còn có các cái video các cái phần giám sát trực tiếp với những cái phần kết cấu chính quan trọng của ngôi nhà. Và ngoài ra chúng tôi còn có các phần thiết kế và thi công những cái phần nội thất, ngoại thất của ngôi nhà để cho các bạn xem và tham khảo. Thì các bạn hãy vào YouTube và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ một video nào mới nhất mà hàng ngày chúng tôi cập nhật lên đây. Thì trở lại với ngôi nhà hôm nay là ngôi nhà của anh Tài ở Nghi Trương. Đây là phối cảnh với tầng 1. Vì ngôi nhà này là ngôi nhà phố mặt đường nên chúng tôi thiết kế rất là hợp lý và hài hòa, được anh rất là hài lòng với cái mẫu thiết kế này. Về mặt đường này chúng tôi là ốp một cái gạch thẻ màu da gỗ. Và đây là hệ thống cửa đi được làm bằng gỗ, lấy pano kính lấy ánh sáng rất là tốt. Đấy, và hai bên là hai ô cửa sổ rất thoáng. Đấy, vị trí này là lan can. Đấy, được xây bằng gạch và ốp với các cái điểm nhấn bằng gạch thẻ, vị trí bôn hoa. Mặt trước này là ốp cái gạch thẻ màu ghi xám. Và đây là các cái vị trí bôn hoa. Phía dưới có các cái bóng downlight chạy xung quanh để tạo một cái điểm nhấn. Màu sắc chủ đạo vẫn là màu trắng, được pha lẫn với các cái đường các cái vị trí ốp gạch thẻ để tạo cái điểm nhấn. Và đây là ban công, và đây là vị trí tầng 3 được làm các cái lam là sơn bằng màu giả gỗ. Đấy, chúng ta có thể ngồi bật bộ bàn ghế đây và ngồi uống nước. Đấy, rất là thoáng. Đấy, và rất là hợp lý. Đây là vị trí cổng hàng rào của ngôi nhà. Đấy, được kết nối với được trụ cổng được ốp gạch thẻ, và các cái vị trí này được sơn rất là hợp lý và các cái ô thoáng để nhìn vào nhà, ở trong nhà nhìn ra rất là thông thoáng. Một một ngôi nhà phố với các cái điểm nhấn rất là đẹp và hợp lý. Các cái hệ thống cửa sổ cửa đi chúng tôi thiết kế bằng cửa nhôm si pha màu giả gỗ. Đặc điểm của nhôm si pha này là lấy ánh sáng rất là tốt và tạo điểm sáng trọng cho ngôi nhà. Và các cái đầu bóng downlight được lắp ở các cái đầu cột cũng như là đầu tường để tạo một cái điểm nhấn cho ngôi nhà thêm mà mịn màng, không bị thô. Các cái mảng tường là cắt các cái chì ấm để sơn màu khác với màu trắng chủ đạo của ngôi nhà. Đấy, chúng ta có thể nhìn từ trên hè mái xuống. Một ngôi nhà phố rất là đẹp, đẹp mắt.
Chúng ta đi vào xem cái công năng của ngôi nhà này. Đây là mặt bằng của ngôi nhà. Ngôi nhà có chiều dài là 17m99 và chiều rộng là 5m47. Đây là hệ thống sân, đi vào là tầng 1 là khu vực kinh doanh là 31m2. Đấy. Và đây là phòng bếp và phòng ăn là lồng 35m2. Đây là vị trí cầu thang và phía sau này là khu vực sân rửa. Thì hệ tường này chúng tôi thiết kế xây tường 22 để tạo cho độ chống nóng cũng như là chống ôn và chắc chắn cho ngôi nhà không bị thấm. Thì ngôi nhà này là một ngôi nhà kinh doanh cho nên tầng 1 chúng ta để trống để kết hợp kinh doanh. Và đây là mặt bằng xây tường tầng 2. Lên cầu thang hay phòng khách có bộ rộng 42m2. Vị trí này là đặt tủ rượu. Đây là còn vị trí phòng khách này thì là có một cái gác xếp của tầng 2. Còn vị trí này là thông tầng và đây là lan can. Hệ tường của tầng 2 này chúng tôi cũng thiết kế là xây tường 22 để tạo cho độ chống nóng cũng như là chống ôn và chắc chắn cho ngôi nhà là không bị thấm. Và chúng ta lên xem công năng của tầng 2 này. Thì lên tầng 2 là phòng ngủ. Ngủ đây là rộng 17m2. Đấy. Và phòng ngủ thứ hai là 12m2. Phòng ngủ thứ ba là 15m2. Và là khu vực sau này là khu vực vệ sinh chung cho tầng 2. Các cái hệ tường chúng tôi thiết kế xây tường 22 để tạo cho độ chống nóng cũng như là chống ôn và chắc chắn cho ngôi nhà là không bị thấm. Các cái bức tường ngăn phía trong thiết kế xây tường 10 để cho không gian trong phòng là rộng thêm. Đây là khu vực cửa ra ban công phòng ngủ. Đây. Và lên xem mặt bằng công năng của tầng 3. Mặt bằng công năng tầng 3 thì bước lên tầng 3 là phòng thờ 15m2 và cửa đi ra sân thượng. Và phía sau này là khu vực giặt phơi là rộng 30m2. Các cái hệ tường chúng tôi thiết kế xây tường 22 để tạo cho độ chống nóng cũng như là chống ôn và chắc chắn cho ngôi nhà không bị thấm. Một ngôi nhà 3 tầng với phong cách hiện đại mới mẻ, có tầng gác lửng này rất là đẹp. Các bạn này vào để tham khảo cái mẫu video mà chúng tôi đưa lên đây. Đấy, mẫu nhà phố 3 tầng có gạc sẽ gạc lửng rất là đẹp với các cái công năng rất là đầy đủ để cho các bạn tham khảo và có một cái sự lựa chọn cho mình với các cái hình thức phối cảnh 3D với các cái chi tiết công năng phía trong được chúng tôi thiết kế là rất là hài hòa và hợp lý trong quá trình sử dụng. Với một cái mẫu mà thiết kế phía ngoài rất là hợp lý với các cái phối màu cũng như là các cái chi tiết cũng cho ngôi nhà rất là hợp lý. Bậc tam cấp là chúng tôi thiết kế là 3 bậc, mặt bậc là ốp đá màu đen xám và cổ bậc là ốp đá màu trắng. Hai bên là chúng ta có thể đặt các cái chậu hoa rất là đẹp. Một ngôi nhà phố tuy không được rộng đất như ở quê nhưng mà cũng tôi cũng đã thiết kế cho gia đình anh rất là hài hòa và mới mẻ và được chủ nhân là anh Tài rất là hài lòng với cái mẫu thiết kế này. Thì bạn nào sắp tới có dự định muốn xây dựng cho mình một ngôi nhà thật hoàn hảo thì hãy liên hệ với công ty Tân Á chúng tôi qua số điện thoại để được chúng tôi tư vấn và thiết kế cho các bạn một ngôi nhà thật là hoàn hảo. Rất vui vì các bạn đã quan tâm và theo dõi video này của chúng tôi.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp của công ty kiến trúc Tân Hạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.